Sau đây chúng ta sẽ đến với một bài vọng cổ hài rất nổi tiếng của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu qua tiếng hát của bạn Trần Phong. Nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ, sách có câu sợ vợ mau nên, tại tôi muốn ăn ở cho đúng sách thánh hiền, chư thân bại thức ai sợ gì phụ nữ. Hỏi những bậc nam tử mi tu, hỏi các trưởng phu từ thanh niên râu đến các cụ già lao nhược, hỏi đứng lên trong lưng đau cực mà cùng nhau sợ vợ cho vui cớ vui nhà. Bà con lấy sớm họ điệu thì họ nói mình chúng kiếm làm cho tôi quê quá xa vậy anh ba. Anh nghe tôi nói coi bộ hùng hổ quá rồi anh nhớ lại phải không? Anh nhớ lại mấy lần anh tới nhà thăm tôi, anh đều thấy tôi mặt mày sưng húp, mắt bầm đen và lỗ mũi ăn trầu. Tại con vợ của tôi nên tôi hơi nặng tay lên tôi mới bể đầu. Bể đầu đâu có xa đâu anh, chết chóc gì hả anh? Thích có câu đẹp nhà ai lấy sáng, vợ ai lấy ngán thương nhau lắm mới đánh nhau. Thank you.
từ khu đất áo ôm cho tới tay to mặt lớn, từ quê cho tới tỉnh, rồi từ thị xã cho tới thị thành. Cái sự sợ vợ là cái sự dễ nhiên mà mấy anh bởi vì con cứ bắt mọi người tôi